McIlroy, mùa giải 20 Totti bổ sung. Có thể thi đấu tốt ở vị trí CM 97, LM 97 và ST 95. Mức lương 20, chiều cao 1m80, cân nặng 71 kg. Thể hình nhỏ, chân thuận trái 4 và phải 5. 4 sao kỹ thuật. Tỷ số vận gốc bao gồm sút và tạt má ngoài, kín tạo, ma tốc độ, sút xa, sút xoáy. Và một điểm yếu đó là dễ bị chấn thương. Thực tế trong suốt sự nghiệp của mình thì Marcus Roy đã bị chấn thương hành hạ rất nhiều và anh đã bị ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ cũng như khả năng cống hiến trong màu áo của Borussia Dortmund và đội tuyển Đức. Ở ngoài đời thì Marcus Roy thường được thi đấu ở vị trí CM hoặc LM, tuy nhiên trong một số trận đấu anh có thể được xếp đá vị trí ST. Điểm qua vị trí CM thì chúng ta thấy McIlroy mạnh ở khả năng tăng tốc, tốc độ, khéo léo và khả năng chọn vị trí. Ở vị trí LM đó là khả năng tăng tốc, tốc độ và chọn vị trí. Ở vị trí ST thì các bộ chỉ số dứt điểm, giữ bóng chuyền ngắn, lực sút, đánh đầu, sút xa, volley ở mức tốt. Khả năng đánh đầu McIlroy không phải là điểm mạnh. Tuy nhiên đây cũng không hẳn là điểm yếu của anh. Sức mạnh 86 và thể lực 93 là đủ dùng. Khả năng quyết đoán hơi thấp. Khả năng bình tĩnh cao, khả năng bật nhảy tốt. Bù lại cho yếu tố khả năng đánh đầu. Ta sẽ revive Roy vị trí CM. Thì để McIlroy vị trí CM thì chúng ta để luôn, ta đợi hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường, cầu thủ tự do và xâm nhập vòng cấm, công 3 và thủ 3. Vậy là trong trận đấu này thì McIlroy đang ở phong độ thấp nhất, phong độ tệ nhất. Trong suốt sự nghiệp mà thi đấu ở câu lạc bộ thì McIlroy đã có 177 bàn thắng. Số cũng tương đối cao đối với một CM, một cầu thủ chạy cánh. Trong in-game thì McIlroy có một khuôn mặt mái tóc vàng rất điển trai. Có lẽ sau thời David Beckham thì McIlroy chính là tượng cầu thủ đẹp trai nhất thế giới. Anh có khuôn mặt thư sinh. Thân thì McIlroy thi đấu rất xông xáo và năng động. Hiện tại anh đang giữ băng thủ quân của câu lạc bộ Borussia Dortmund. Câu lạc bộ này chinh chiến ở Bundesliga và Champions League. Cùng với Borussia Dortmund, McIlroy đã có danh hiệu Bundesliga vô địch Đức. Năng đỡ bóng vũ một, chuyền bóng ngắn từ McIlroy là một cầu thủ khả năng điều phối bóng thông minh. Ngoài ra khả năng di chuyển và sự linh hoạt trên sân là một điểm mạnh của McIlroy. Tuy đẹp trai và rất nhiều tiền nhưng McIlroy hiện tại vẫn đang thuộc về team FA. Có thể nói là một anh chàng độc thân mà có rất nhiều cô gái
Một cách ví von là trong số 100% cổ động viên nữ đến sân thi đấu xem Borussia Dortmund thi đấu thì có tới 99% đến là vì Marc Roy. Mỗi khi thấy cầu thủ này trên màn hình hay là trên sân thì các chị em sẽ gọi là rụng nguyên rổ trứng. Anh có thể gọi là chuẩn con nhà người ta, đẹp trai và xoáy ca. McRoy được xem là một trong những cầu thủ tài năng nhất trong thế hệ của mình. Với những tốt giờ. Tốt giờ thì đã chuyển sang Bayern nhưng sự nghiệp của anh ở Bayern cũng không khá lên được. Còn McRoy thì thành với Borussia Dortmund. Và hiện tại anh đang là thủ lĩnh ở đội bóng này. Trong màu áo đội tuyển quốc gia Đức thì Marc Roy cũng đã ghi được rất nhiều bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Đức. Tuy nhiên ở những giải đấu lớn thì việc chấn thương đã khiến cho thành tích của cầu thủ này khả năng cầm bóng chắc của Marc Roy khiến đối thủ phải phạm lỗi. Việc cầu thủ có chỉ số ẩn dễ chấn thương thì các bạn nên để Marc Roy thi đấu ở trong đội hình dự bị. Khi mà các cầu thủ tấn công có thể suy cạn thể lực, McRoy là một phương án hợp lý. Còn ở đội hình chính thì anh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều từ chỉ số ẩn dễ chấn thương. Nếu như nói không có chấn thương thì McRoy sẽ là một trong ba cầu thủ hàng đầu thế giới. Một cầu thủ tài năng nhưng rất mong manh. Ta là gợi nhớ tới trường hợp của Arjen Robben, một tiền vệ rất hay của Hà Lan với kèo trái cực kỳ dị. Nghiệp của Robben đã bị ảnh hưởng rất lớn từ những chấn thương. Tuy nhiên thì McRoy không như Robben, anh chấn thương của anh có vẻ ít nghiêm trọng và ít ảnh hưởng hơn là Robben. Và mỗi khi tái xuất sau chấn thương thì McRoy đều thi đấu rất tốt. Anh luôn là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí CM hoặc LM cho các huấn luyện viên. Khá đẹp trai và điều hay. Một cú dứt điểm. Cú dứt điểm của McRoy bóng đi có lực và khá tinh tế. Kỹ năng chuyền ngắn, chuyền dài, dứt điểm tốt. Cả hai chân thì McRoy cũng có thể khả năng chiến thắng trong những pha không chín. Đặc biệt anh có khả năng kiến tạo cho đồng đội. Anh là một mẫu CM tương đối toàn diện, năng công. Ở Borussia Dortmund ngoài nhiệm vụ tấn công thì Marcus Roy còn thường xuyên có những pha hỗ trợ phòng ngự. Vì không quá nổi bật ở những ưu điểm từ vẻ đẹp trai thì bất kỳ kỹ năng nào của McRoy cũng đều đáp ứng tốt yêu cầu của các huấn luyện viên. Kỹ năng dè dặt, kỹ năng dứt điểm, kỹ năng chuyền bóng tốt. Điểm yếu của anh nằm ở như sức mạnh và việc
dễ bị chấn thương. Việc không có bản quyền David Beckham khiến cho rất nhiều các fan yêu cầu thủ điển trai đá bóng giỏi rất buồn. Tuy nhiên việc có Marcus Rashford điều đó cũng khiến cho các fan vui ngoài một phần nào đó. Kỹ năng sút và tạt má ngoài giúp Marcus Rashford rất mượt mà trong những tình huống dứt điểm má ngoài hoặc cú vẫy má ngoài truyền cho đồng đội phía trên. Trong chiến dịch Euro 2020 cùng đội tuyển quốc gia Đức và World Cup 2002, Roy sẽ là một nhân tố chốt trong đội hình của xe tăng Đức. Anh sẽ có cái nhiệm vụ dẫn dắt thế hệ đàn em như Kai Havertz đưa cầu xe tăng Đức trở lại với vị thế của mình. Khi mà những Matt Hummels hay Thomas Muller trở nên nhạt nhòa vì tuổi tác thì những cầu thủ như Marcus Rashford sẽ nổi lên như những người gánh team ở tuyển Đức. Khi CM thì Marcus Rashford di chuyển rất thông minh và anh thường tìm khoảng trống để truyền cho đồng đội hoặc di chuyển hợp lý, tham gia vào những tình huống tấn công. Để chấm cho Marcus Rashford ở vị trí CM mức điểm là 8,5 trên 10. Một mùa giải rất đáng để các bạn dùng.